tất cả các bạn. Chào các bạn, còn chị Phạm nhớ chị Thiện nha các bạn. Và hôm nay là video đầu tiên của Thiện. Mình mong là các bạn sẽ yêu thích Thiện và đồng hành cùng bọn mình tới khi bọn mình hết làm YouTube đó mọi người. Hả? Rồi cái lúc đó bọn mình sẽ nghỉ làm YouTube, rồi bọn mình sẽ bắt đầu làm tiếng người khác đó mọi người. Rồi mình mong là mọi người sẽ đồng hành bọn mình cho tới cái lúc mình không quay video nữa nha. Ok mọi người, bây giờ thì bắt đầu video thôi. Mà lần này quay video gì đây Thiện? Mình thấy Thiện có mua một cái bộ Lego rất là đẹp luôn á mọi người. Bây giờ bọn mình sẽ review cái Lego đó cho bạn xem nha. Bộ Lego mình để bên này nha. Ta-da! Đây là bộ Lego nè mọi người. Đó, bộ Lego này thì ai cũng đã từng trải qua rồi. Nếu mà ai đã chơi bộ Lego này rồi hãy comment phía dưới cho mình biết nha. Đây, và đây là cái bộ đồ chơi nè mọi người. Đó. Cái vỏ của nó thì nó rất là đẹp luôn. Nãy có cái bản dẫn mà mình lỡ lấy ra nè mọi người. Đó, để lấy ra để đây nè. Đó, bây giờ mình sẽ mở cái bộ này ra. Review cho bạn xem nha. Đây cái mỏ đâu? Đây cái mỏ đây nè. Đây cũng là lần đầu tiên mình chơi cái trò này. Đó, những cái thanh nhỏ nhỏ như thế này. Bây giờ mình sẽ đổ xuống một cái miếng dán nha mọi người. Đó, nãy bọn mình có chuẩn bị một cái miếng dán nhỏ như thế này nè. Mình đổ xuống cho nó đỡ bị dơ. Đó, giờ mình đổ xuống nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là cái thanh dài này các bạn, đây là thanh dài nhất trong cái bộ nha. Đó, hai thanh, gồm có hai thanh như thế này. Đó, hai thanh mình để qua một bên. Còn đây là thanh có hai móc méo. Đó, đây cũng có một cái thanh nữa nè, nhưng mà nó nhỏ hơn. Đó, đây là thanh dài, đây là thanh ngắn. Đây là hai con người nha các bạn. Đây hai con người này các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi lấy ra thì rồi nói chung đây là con người nha. Để qua một bên. Ở đây là thanh công. Cái thanh công này các bạn. Đây là thanh dài nè các bạn. Cái đó giới thiệu rồi, đây là thanh công nè các bạn. Đó, thanh công nó cong cong qua nè. Rồi cái này là cái vòng tròn. Đó, đây cái vòng. Cái bánh nè. Cái vòng. Cái này là cái bánh xe. Đó. Bọn mình đã giới thiệu cho các bạn biết rồi đó. Đây là cái thanh một lỗ. Cái thanh bốn lỗ. Đó. Bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu ghép nha. Đây là cái miếng này nè các bạn. Ok các bạn nha. Bây giờ mình sẽ coi Thiện sẽ mình sẽ nhờ Thiện gắp một cái gì đó nha. Bây giờ Thiện gắp cái gì đây? Gắp gì vô à? Bây giờ mình sẽ gắp cái tàu nha mọi người. Hai đứa mình sẽ solo gắp tàu nha. Đưa rồi. Bây giờ bắt đầu vô nha các bạn. Anh kia đó. Ok. Giờ bọn mình sẽ bắt đầu nha, trong vòng 2 phút thì nó khá là nhanh. Nên là mình sẽ cho là 10 phút nha. Ok. Mình nhường Thiện chơi cái này luôn nha mọi người. Tại nãy bọn mình nghĩ là không có chơi cái thanh dài dài này nè các bạn. Cái thanh dài dài mà xanh xanh này nè, không có chơi mà thấy Thiện nhỏ nên mình sẽ nhường cho nó. Rồi, còn mình sẽ sử dụng những cái thứ xung quanh để có thể làm. Đúng. Ai để cho ai có nhờ. Sản phẩm rồi sẽ để ra cái miếng này nè các bạn. Đây, bọn mình đã chuẩn bị sẵn rồi nè. Ây da. Mình đâm. Đây. Đó, miếng này nè. Phía bên này nó có dơ nên các bạn không cảm nha, bên này nó mới sạch nè, bọn mình mới chùi xong. Đó. Bây giờ mình sẽ làm cái thân tàu trước. Cái gì đó ta? Mình làm cái thân tàu màu hồng nha các bạn, tại nhân vật của mình là màu hồng á. Nên mình sẽ chuẩn bị cho nó một cái thân tàu màu hồng. Thân tàu màu hồng. Mình thiếu cái con màu hồng. Mình thiếu cái cây màu hồng rồi các bạn ơi nè. Mình thiếu một cái cây màu hồng, hai cây luôn chứ. Mình thiếu hai cây màu hồng lận, giờ phải làm sao đây? Bạn kiếm tiếp chị cây màu hồng ơi. Lấy cái này cũng được. Cái thanh dài dài á. Cái này cũng được nè, nhưng mà thiếu cái thanh dài. Nãy có cái thanh ai. Bây giờ mình sẽ lấy cái màu vàng đỡ nha các bạn. Có tàu để nó đi. Đây là cái thanh tàu của mình. Thanh tàu của mình cũng bằng với Thiện, nhưng mà có điều là nó dài hơn thôi. Nhưng mà nói chung là cái tàu của mình bự hơn. Mình sẽ để nó thật cẩn thận để nó cũng có thể xuất ra mọi người. Đó, đây là nhân vật của mình. Nhân vật của Thiện đâu, giới thiệu đi. Nhân vật của chị Thiện này các bạn. Các bạn cũng cứ gọi Thiện là Bảo Bảo nha.
có biệt danh là Bảo Bảo. Ok. Ok các bạn, nãy biết sao mình tưởng các bạn, tại nãy ngoại mình đi vô lấy đồ á nên mình mới tắt camera để không họ biết là mình, tại mình cái này mình lén lại. Mình cũng có một cái kênh là Đỗ Hư TV bên này nè các bạn, nhưng mà kênh đó hả, cái đó là được 100 người đăng ký nên là các bạn qua đăng ký ủng hộ mình nha. Ok bây giờ mình sẽ trên con đường hoàn thành cái tàu nha. Đây là cái tàu của mình nè, mình chưa hoàn thành cái đới, nói chung là cái đới tàu, nhằm sẽ gắn cái đới tàu vô. Đây nè các bạn, súng của mình đây. Đây là súng của chú Thiện nè các bạn, đây 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 đó, đây là súng của chú Thiện nè, đó rất là đẹp luôn nha. Cái tàu nhìn mình đẹp, cái tàu nhìn mình thấy rất là đẹp luôn á. Bây giờ mình sẽ bắt đầu gác với cái bộ đồ chơi này nha. Mình đang hoàn thành cái đế tàu này các bạn, nhưng mà mình đang thiếu dụng cụ. Thiếu thanh dài, thiếu thanh dài. Em cũng đang thiếu nè. Em cũng đang thiếu đồ nữa nè. Cái thanh này cũng được rồi. Ôi, hai anh nè các bạn. Cái đế tàu tiên nó có nhiều lỗ, nhưng mà cái này là trò chơi mà các bạn, nó đâu có lắp lại hết đâu nên các bạn thông cảm nha. Và mình đã làm xong cái đế tàu nè. Wow. Cô dắt anh đi lùng vòng nữa. Đẹp dữ. Không nhầm ngoài được rồi chị biết ơi em. Đang quay phim. Với nhau điều mình. Dạ. Cái các bạn mình đốt hoàn thành cái này. Mình sẽ mình sẽ tìm cái gì đó để làm chân vịt. Mình thấy cái này nó giống chân vịt nhất mà. Đó, cái thành năm lỗ này bạn, giống chân vịt nhất nên mình sẽ gắn vào. Mà nó không có đủ tao ơi. Rồi. Nếu mình để chân vịt như thế này nó không có được đẹp. Đúng không? À, để như thế này đi. Dạ. Em có kiếm bổ ngộ nè. Không được. Rồi gắn vậy đi. Đó mình hoàn thành cái chân vịt này các bạn. Ok các bạn, đây là tàu của Thiện em. Nhìn nhanh cơ. Gãy cái chân vịt. Rồi ok giờ mình gắn lại nha. Mình cũng phải trang trí cho cái tàu của mình. Nhìn cái tàu của mình nó phèn quá bạn. Mệt quá. Thôi mình tạo một cái chân vịt nó lớn hơn nha các bạn. Đó cái chân vịt của mình nó trở nên lớn hơn. Cái chân vịt này cũng bắp quá. Nhúc đi. Nhúc đi. Mệt quá. Đây không có giỡn nữa nè, giờ mình sẽ rồi vô phần nè nhân vật của Thiện nè. Sao Thiện không dịp em đỡ qua đây. Bọn mình cần phải làm một cái chỗ ngồi cho nhân vật nữa nha các bạn, chứ phải là bọn mình làm cái này xong là rồi đâu. Mình sẽ làm mình lấy cái thanh này nè các bạn, mình lấy cái thanh bốn lỗ này nè, mình sẽ gắn bình minh. Anh muốn đi thì anh gắn vô vậy nè. Ở lộn gắn lộn, gắn bên này mới đúng. Em biết Bình Minh, anh muốn đi thì không được tao ơi. Cần một cái chân dài nữa Thiện ơi. Khó khăn rồi. Khổ quá bạn ơi. Làm như thế này rất là mất thời gian. Lấy mấy cái này. Bây giờ mình đang rất là cần thanh dài luôn, nhưng mà hết rồi. Hết thì cởi đi. Cởi nữa. Thôi mình sẽ cố gắng nha. Vậy mình sẽ di chuyển cái chân vịt qua đây. Mình sẽ để cái tải đây đó. Gắn vô thế này. Cái này là cái tay lái nè các bạn. Tạo của mình khá là phèn luôn á. Tại cái thanh dài của Thiện nó rất là dễ tạo cái tàu luôn á. Còn mấy cái thanh là mình ghép lại nó không có ra chiếc tàu, mà nó ra thì ra Thiện, nhưng mà nó rất là xấu đó. Chưa xong mà, xích qua cho Thiện đó. Bây giờ mình sẽ tạo một cái chỗ cho nhân vật. Em đang tạo mấy cái này. Cái này giặt của mình. Hồi nãy mình khoe rồi. Mình sẽ để nó qua một bên. Thiện nói lớn lên. Mình sẽ để nó qua một bên. Rồi. Để cho mình nó bắt đầu làm thôi. Thôi cho nó đứng lên đi. Không có được. Rồi, mình cho nó đứng nha. Rồi, xong.
Giờ mình sẽ bắt đầu hoàn thành luôn. Ok. Mình thiếu thiếu cái gì vậy ta? Cái chèn kia cho nó cái ánh mắt. Mình cần có một cái. Có thể trang trí bằng bánh xe. Em cũng có thể. Rất là đẹp nè. Đây là bánh xe màu hồng. Em thì xe của thiện vậy được rồi, cho chị cái bánh xe đi. Rồi, hiện giờ mình cái bánh xe nha các bạn. Đây đó cái gì không? Đây là hai cái bánh xe để mình trang trí nè. Mình cũng có thể lật lại để làm chiếc xe. Đúng. Xe cái tàu của mình rất là tiện lợi nha các bạn. Bình thường á thì nó sẽ là chiếc tàu thôi, đúng không? Nếu lật ngược lại, lấy cái chân vịt ra nè, lấy chân vịt ra nè các bạn, lấy nhẹ nhẹ thôi để không sức. Lấy chân vịt ra, lật lại là nó ra một chiếc xe. Đó, đặt lên. Nè, ra chiếc xe nè các bạn. Đó, khá là xịn sò luôn. Bởi vì mình rất là thích. Ok. Mình gắn cái chân vịt vô nữa. Ít chất. Xong. Bây giờ mình sẽ cần cái chỗ cho nhân vật nó ngồi cũng được. Chị lấy cái này nè. Cái hình này nãy giờ mình giấu ở trên này nè các bạn. Giấu ở trên đống này. Tại nó không cho gỡ ra nên mình lấy chọn một cái này để mình gắn vô để mình cho nhân vật nó ngồi thôi à. Vô không có cái nào. Không, để cái này nè. Không có cái nào. Vô bấm. Em cũng có cái nhà. Điều lạ. Xong rồi nè. Đó, mình hoàn thành nè các bạn. Cho nhân vật nó ngồi lên được rồi nè. Đó, hay chưa. Bây giờ sẽ bắt đầu làm thêm những. Nói chung là làm sao cho cái thuyền trở nên đẹp hơn. Sao gắn được ta? Có hai cái súng ở này. Yeah. Xong. Thuyền của em xấu quá. Thuyền của em có hai súng. Cởi trời, thuyền chị xấu cởi trời. Thuyền ơi. Chia cho chị cái hành màu xanh xanh nhỏ. Năm thật chết té. Rồi xong rồi nè bạn. Nó cái tàu của mình nó cũng đẹp ha. Dạ. Nhân vật nó đang ngủ nha mọi người. Rồi. Em không có bánh. Thôi bây giờ mình sẽ đi tìm người chấm điểm nha mọi người. Ok luôn. Ê, đúng rồi. Rồi các bạn ơi, nãy mình đi tìm người chấm điểm á thì không ai chấm hết trơn á. Nhưng mà bây giờ mình quyết định như thế này là mình chấm tàu của Thiện, Thiện sẽ chấm tàu của mình nha. Đó. Bây giờ nãy mình thấy ở dưới nó thấp quá nên mình kiếm một cái ghế này mình để lên cho nó cao các bạn dễ thấy nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho Thiện chấm cái tàu của mình trước. Đó, Thiện chấm tàu chị trước đi. Nè, để xuống đây cho người ta dễ thấy. Ây dạ. Đó, Thiện ngước mặt xuống cho người ta thấy với. Xích xích qua đây là xin. Ngồi trước camera. Ngồi trước camera. Thế này nè, đây nè. Đó, chạy nó mệt kìa. Đây. Chấm điểm đi. Hai điểm. Chị có hai điểm mà. Hai điểm luôn rồi. Cái gì có hai điểm vậy? Cái tàu mình gì hai điểm đâu bạn. Ok bây giờ Thiện chấm sao thì mình nhận vậy nha. Giờ mình tới mình chấm tàu của Thiện nha. Mình chấm tàu rất là rõ ràng nha các bạn. Đó mình sẽ để tàu mình đây. Đây là tàu của Thiện nè. Đó. Mình thấy là nó cũng đẹp. Mà có điều là chỗ của nhân vật ở nó rất là an toàn đúng không mọi. Đó, chỗ mình cũng như vậy nè. Đó, hai bên đây nó có tạo một cái súng nhưng mà nó nhìn nó khá là kỳ á mọi người. Nói chung là cái phần này á giống như là vậy nè. Cái phần này mình sẽ đưa ra đây nó đẹp hơn. Mà Thiện đưa cái phần lỗ này ra thì nó rất là xấu luôn á mọi người. Bây giờ mình thấy rất là ghét. Nói chung là mình chấm cho 5 điểm. Rốt cuộc là Thiện thắng mình đúng không? Thiện thắng mình nha. Đó. Và các bạn chấm tàu của Thiện bao nhiêu điểm và tàu của mình bao nhiêu điểm thì các bạn hãy comment ở dưới. Và video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn ở những video sau và nhớ cho mình một like. Ý lòng.
cho Thiện một like, một share, subscribe, đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của Phạm Thị Thiện nha. Bây giờ thì bye bye nè. Bye bye.